Xin chào anh em, hôm nay thì em Minh rất là may mắn khi mà cuối vụ rồi thì bây giờ cập bến được duy nhất chỉ có 17 chiếc Suntu HD thôi anh em nhé. Thì nô này thì về rất là ít thôi, về nói chung là nô cuối vụ mà may mắn thì mới về được 17 chiếc. Em sẽ báo cho anh em luôn về cái mức giá. Thì nô này về được ít nên là giá nó hơi cao, 1,7 triệu, nhưng mà thôi anh em nào nhanh tay trong video này thì em sẽ để cho các anh là 1,5 triệu là bao ship tận nhà, bảo hành 2 năm anh em nhé. Đấy, mức giá 1,5 triệu là miễn phí ship tận nhà rồi anh em, bảo hành cho anh em là 2 năm nhận hàng và kiểm tra thanh toán. Nô này em chỉ về duy nhất được có 17 chiếc thôi. Anh em nào em sẽ ưu ái cho những anh em nào mà nhanh tay thì hàng thì em sẽ ship đi cho anh em thôi. Chứ không có, sắp tới là không còn hàng anh em ạ. Đây, ống nhòm thì em sắp xếp hết ra cho anh em rồi. Suntu bản này là bản kính xanh, bản HD anh em nhé. Đó, 304FT. Con này thì nói chung là những anh em nào mà mới tập chơi hay là những anh em mà tài chính anh quanh khoảng độ tầm 1,5 triệu, 1,7 triệu thì anh em có thể chơi phiên bản này. Phiên bản này thì em về nó không có nhiều hàng anh em nhé. Lưu ý cho em là không có nhiều hàng, nên là anh em nào muốn chơi, muốn mua ống nhòm để đi săn ong, cải thiện kinh tế thì anh em có thể liên hệ sớm cho em Minh luôn. Đó, con này thì hàng về được số lượng rất là ít, nên là em bán thì em định ra cho các anh là 1,7 triệu, nhưng mà thôi em sẽ bớt cho các anh 200. Đó, giao lưu với các anh cuối vụ nấy nào. Đấy, để cho các anh 1,5 triệu là miễn phí ship tận nhà, bảo hành cho các anh thôi. Đấy, đây là mức giá quá ưu đãi cho các anh luôn. Đó, phiên bản này thì Suntu HD các anh nhá. Em chỉ về được có 17 chiếc thôi. Duy nhất 17 chiếc cho những 17 anh em nào đầu tiên nhắn tin cho em qua Zalo thì em sẽ giao lưu với anh em. Đấy, để ship đi cho anh em một con phiên bản hàng mới anh em nhá. Đây, về phụ kiện thì sẽ bao gồm một cái hộp này. Đó, em vừa báo giá xong rồi em sẽ soi cho anh em luôn về cái hộp. Đó, sẽ có thêm cả quai đeo cho các anh trai chơi này, và sẽ có thêm cả túi đựng nhá. Đó, túi đựng, khăn lau, sách hướng dẫn đầy đủ cho các anh luôn. Đó, khi mà anh em thợ ong nhận hàng ở bên shop của em Minh sẽ có đầy đủ hóa đơn này. Đó, bảo hành 2 năm, anh em nhận hàng anh em sẽ được bóc test thoải mái nhá. Đó, test hàng đó, nó sẽ có chống nước. Đó, về được 17 chiếc thôi anh em. Đó, anh em nào quan tâm đến mẫu dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ sớm nhất cho em Minh nhá. Số lượng không có quá nhiều, anh em nào nhanh tay thì em sẽ giao lưu với anh em thôi. Một con phiên bản hàng mới 142 Suntu 304FT. Đấy, toàn thân thì sẽ được bọc cao su này, kính phủ xanh chống lóa cho các anh trai nhá. Và sẽ có thêm vòng chỉnh cận ngoạn cho các anh luôn này. Cúp mắt thì cực kỳ là trơn tru và mượt mà luôn. Đó, sẽ có đầy đủ nắp đậy nhá anh em nhá. Đầy đủ nắp đậy. Anh em nào nhanh tay đặt hàng thì sẽ ship đi sớm nhất cho anh em. Còn hết hàng thì anh em sẽ phải đợi và giá nó sẽ cao hơn nhá. Nên là anh em cân đối, đợt này thì em Minh thì về số lượng không có quá nhiều đâu. Đó, anh em nào khách quen hay là những anh em nào đang cần tìm ống nhòm để đi chơi, đi săn ong thì đợt này thì cuối vụ ong, nên là anh em mua rất là nhiều ống nhòm để đi săn ong thì em Minh sẽ giao lưu với anh em. Đấy, 1,7 triệu thì em sẽ bớt cho các anh là còn 1,5 triệu là miễn phí ship tận nhà và bảo hành 2 năm. Số lượng 17 chiếc cuối cùng thì anh em nào cân đối, anh em muốn mua ống nhòm săn ong thì anh em có thể liên hệ sớm cho em Minh. Cảm ơn anh em rất là nhiều.